Chiều ngày 20 tháng 6, Ban Thường vụ Đoàn khối Dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tọa đàm làm báo trong kỷ nguyên số và tuyên dương giải thưởng Ngòi bút trẻ cấp khối năm 2022. Chương trình do Đoàn báo Sài Gòn Giải phóng đăng cai tổ chức. Tham dự tọa đàm có đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Tăng Hữu Phong, Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng biên tập thường trực, Bí thư Đảng ủy báo Sài Gòn Giải phóng, đồng chí Ngô Quang Trưởng, Phó Tổng thư ký tòa soạn, Phó thư ký Liên chi hội Nhà báo báo Sài Gòn Giải phóng, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn khối Dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các cơ sở đoàn khối báo chí, sinh viên báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, làm báo trong kỷ nguyên số có nhiều thuận lợi, đó là thông tin nhanh, nhiều trên phạm vi toàn cầu. Việc kết nối khai thác khi có kỹ thuật công nghệ phát triển hỗ trợ nhiều cho hoạt động báo chí. Làm báo trong kỷ nguyên số thì báo chí phải đầu tư, chạy đua mạnh mẽ hơn nữa về mặt công nghệ, chuyển đổi số. Điều quan trọng, người làm báo không chỉ nhanh tay chuẩn xác mà còn phải chú trọng xây dựng nội dung sâu sắc, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng. Tại tọa đàm, các đồng chí đại diện các cơ sở đoàn có những ý kiến đóng góp xoay quanh các vấn đề như giữ vững giá trị báo chí truyền thống trong thời đại công nghệ 4.0, mạng xã hội và bản lĩnh người làm báo, báo chí truyền thông trong thời đại số, thu phí đọc báo điện tử, cuộc chiến với mạng xã hội, báo chí đa nền tảng, phát triển báo chí trên mạng xã hội, v.v. Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn khối tuyên dương 30 gương ngòi bút trẻ cấp khối năm 2022, trong đó Đoàn báo Sài Gòn Giải phóng có 7 đồng chí được tuyên dương. Trước đó, đồng chí Võ Thắm, Bí thư Đoàn báo Sài Gòn Giải phóng đã hướng dẫn và đưa các cơ sở đoàn khối báo chí, sinh viên tham quan tòa soạn báo Sài Gòn Giải phóng và quy trình xuất bản báo.